Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Tư ngày 13 tháng 5 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin vụ Hồ Duy Hải nếu muốn bảo vệ chế độ, Đảng Cộng sản phải hành động ngay lập tức. Một nhà báo tại Việt Nam đã nhận định với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ rằng niềm tin mới lấy lại phần nào của công chúng đối với chính quyền từ đại dịch cúm Vũ Hán nay đã bị kết quả phiên giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải phá hỏng, khiến cho dư luận phẫn nộ và mang lại tâm lý tiêu cực, u ám trong xã hội. Trong khi đó, một trí thức nổi tiếng khác cho rằng nếu những người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước Việt Nam đủ thông minh thì họ phải có hành động can thiệp ngay lập tức vào vụ án này. Trong một bài đăng bình luận vào ngày 11 tháng 5, tờ Công an Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Bộ Công an viết rằng trong vụ án Hồ Duy Hải, phán quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao chỉ rõ những sai sót chuyên môn của cơ quan tiến hành tố tụng địa phương, nhưng sai sót đó không làm thay đổi bản chất vụ án. Tờ Công an Nhân dân viết thêm, do đó không thể suy diễn, thổi phồng vụ án để rồi đưa ra yêu cầu tam quyền phân lập để chống lại oan sai. Đây là hình ảnh 17 trên 17 vị thẩm phán đã biểu quyết tán thành tuyệt đối tỷ lệ 100% cho việc y án tử hình với Hồ Duy Hải, kể cả ý kiến cho rằng kháng nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao là không đúng pháp luật. Vài ngày sau khi Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao bác kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và y án tử hình với bị cáo Hồ Duy Hải vào hôm 8 tháng 5. Công luận Việt Nam đủ mọi tầng lớp không ngớt lên tiếng phản hồi, chỉ trích và kêu gọi nhà chức trách điều tra lại, thậm chí bãi miễn chức vụ của 17 vị thẩm phán này, bầu cho ra kết quả cuối cùng họ đã cố gắng giơ tay để biểu quyết làm sai lệch vụ án này và có quá nhiều sai sót nghiêm trọng. Trong bài phân tích trên trang Facebook cá nhân về những lý do dẫn đến sự phẫn nộ của người dân đối với Hội đồng Thẩm phán của Tòa án Nhân dân tối cao, tiến sĩ toán học Nguyễn Ngọc Chu nói rằng vụ này đã giáng một đòn chí mạng lên nền tư pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bằng 7 yếu tố. Coi thường pháp luật, trình độ kém, không độc lập, không công tâm, phá bỏ các chuẩn mực của nền tảng giáo dục, nỗi sợ hãi của người dân là họ có thể trở thành Hồ Duy Hải bất cứ lúc nào và nó gây phương hại đến nền tư pháp Việt Nam. Hồ Duy Hải đã bị kết án tử hình về tội giết hai nữ nhân viên bưu điện ở Cầu Voi, tỉnh Long An vào năm 2008. Nhưng gia đình Hồ Duy Hải đã liên tục kêu oan suốt 12 năm nay. Năm 2011, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, lúc đó cũng chính là ông Nguyễn Hòa Bình, đã ban hành quyết định không kháng nghị vụ án do không có tình tiết mới. Vào năm 2012, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bác đơn xin ân xá của Hồ Duy Hải, nhưng sau đó ra lệnh tạm dừng thi hành án tử hình trước sức ép của công luận. Tháng 11 năm ngoái, với đề nghị xem xét giải quyết các vụ án của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Chí khẳng định giám đốc thẩm vụ án, nhưng Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao đã bác kháng nghị này sau khi 17 vị thẩm phán tiến hành bỏ phiếu trong phiên tòa kéo dài 3 ngày. Theo dõi và tìm hiểu vụ án giết người ngay từ ngay đầu, nhà báo Trương Châu Hữu Danh bày tỏ quyết tâm theo đuổi vụ án cho tới khi nào sự thật được phơi bày. Kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao nêu rất rõ ràng và cụ thể 17 sai phạm của các bản án dành cho Hồ Duy Hải. Đối với tôi, chỉ cần một trong 17 sai phạm làm rõ thì cũng đủ để buộc phải điều tra lại. Nhà báo từ Việt Nam đã nói với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ như vậy. Đây là hình ảnh nhà báo Trương Châu Hữu Danh đứng cạnh bà Nguyễn Thị Loan, mẹ của Hồ Duy Hải, bên ngoài tòa án. Bà Loan đang gào khóc trong tuyệt vọng sau khi biết phán quyết của tòa án giữ nguyên án tử hình cho con trai của mình. Ngoài những yếu tố được nêu ra trong hồ sơ vụ án, như không có dấu vân tay và các dấu vết khác của Hồ Duy Hải tại hiện trường vụ án, không có nhân chứng khẳng định nhìn thấy Hồ Duy Hải có mặt tại bưu điện Cầu Voi, nhà báo Trương Châu Hữu Danh còn tự thực nghiệm và tính toán khoảng thời gian mà thủ phạm thực hiện vụ hiếp dâm rồi giết người theo các cáo trạng. Từ vị trí bưu điện đi đến điểm bán trái cây, đi qua đi lại chỉ trong vòng 5 phút. Về mặt tâm lý, không có người nào có mục đích hiếp dâm bằng cách điều một người khác đi qua bên đường mua trái cây để mình ở lại trong vòng 5 phút có thể hiếp dâm được. Suy luận về động cơ gây án như vậy là hết sức vô lý, nhà báo Trương Châu Hữu Danh phân tích như vậy. Và luật sư Lê Trần Luật từ Hoa Kỳ phân tích câu mà hội đồng xét xử giám đốc thẩm đã nhận định không thay đổi bản chất vụ án trong quan hệ với những vi phạm nghiêm trọng về luật tố tụng. Khi còn là luật sư ở Việt Nam, tôi rất dị ứng với nhận định này của hội đồng xét xử. Mặc dù có nhiều sai phạm trong tố tụng, nhưng không làm thay đổi bản chất vụ án. Mà hầu như ai từng làm thẩm phán đều có ít nhất một lần sử dụng câu này để bao che cho các cơ quan tiến hành tố tụng. Tôi đã nhiều lần tranh luận, tức là bên ngoài
các phiên tòa xét xử về vấn đề này với các thẩm phán. Và tôi cũng khẳng định sự sai phạm tố tụng không làm thay đổi thật sự khách quan nhưng làm thay đổi hoàn toàn bản chất của vụ án. Đây là hình ảnh tại hiện trường hiếm hoi được công bố với cái thớt đẫm máu bên cạnh thi thể nạn nhân. Vật chứng quan trọng như thế mà công an lại để mất, rồi thay bằng thớt mua ở chợ vào. Có thể thấy rằng tư duy của điều tra viên có vấn đề nghiêm trọng, hoặc có thể suy đoán là họ đã cố tình thiêu hủy chứng cứ vì một mục đích nào đó. Sự thật khách quan và bản chất vụ án là hoàn toàn khác nhau. Bản chất vụ án là tìm kiếm và chứng minh sự thật khách quan. Quá trình này gọi là quá trình tiến hành tố tụng. Quá trình này có thể kết hợp, có hiệu quả, có kết quả hoặc không. Nhưng để quá trình này được khách quan và tránh sai sót chủ quan, người ta đã cho ra đời bộ luật tố tụng hình sự, trong đó có nguyên tắc suy đoán vô tội, là linh hồn, là trung tâm. Vì vậy, tôi nói sai phạm tố tụng sẽ làm thay đổi bản chất của vụ án, đã trở lại với vụ án Hồ Duy Hải. Quá trình tố tụng quá nhiều sai phạm, thiếu khách quan, dẫn đến các chứng cứ buộc tội yếu hẳn, không muốn là không có giá trị. Nó gây hoài nghi cho tất cả mọi người theo dõi vụ án này. Bản chất vụ án giết người ở Bưu điện Long An, tôi đã không dùng từ vụ án Hồ Duy Hải, bởi đây là quá trình tìm kiếm và xét xử hung thủ. Quá trình này có thể chưa có kết quả, nhưng xin đừng cố tình sai phạm để tìm kết quả nơi Hồ Duy Hải. Người ta cũng rất sợ rằng khi tuyên Hồ Duy Hải không phạm tội thì ai là hung thủ, thật sự đang ở đâu. Và xin các vị thẩm phán hãy yên tâm, mặc dù toàn bộ sự thật chưa được tìm ra, nhưng các vị đã tìm ra sự thật tuyệt vời hơn. Sự thật đó là Hồ Duy Hải không phạm tội. Nói thêm ngoài lề một chút, tôi nghĩ có những người theo dõi vụ án và các luật sư tập trung vào tiệm vàng tại Sài Gòn, nơi mà cơ quan điều tra cho rằng Hồ Duy Hải đã bán nữ trang ở đó, tức là nữ trang của các nạn nhân là chứng cứ hết sức quan trọng trong vụ án này. Tôi tin nhiều sự thật cũng như mâu thuẫn ở cơ quan điều tra sẽ được tìm thấy ở đây. Đừng tập trung vào con dao gây án mua ngoài chợ nữa vì nó đã quá rõ. Tôi suy đoán nếu có sự dàn dựng của cơ quan công an để ép tội Hồ Duy Hải thì mọi logic sẽ nằm ở tiệm vàng này. Luật sư Lê Trần Luật đưa ra nhận định như vậy. Từ Sài Gòn, luật sư Đặng Đình Mạnh đã nhận định với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ rằng sai phạm quan trọng nhất trong vụ án này là vi phạm tố tụng. Đây là hình ảnh cái cùm chân hiện vẫn đang được sử dụng ở các nhà tù và trại giam của Việt Nam. Sau khi bị tuyên án tử hình thì Hồ Duy Hải luôn luôn phải bị còng chân một cách như thế này trong buồng biệt giam. Đến nay đã 12 năm như vậy. Ông nói thêm, khi họ bác kháng nghị của Viện Kiểm sát thì họ thừa nhận đó là sự sai sót về tố tụng. Nhưng họ lại cho rằng sai sót đó không làm ảnh hưởng đến bản chất vụ án. Thực ra về mặt pháp lý, khi có sai sót tức là có vi phạm về tố tụng thì bản thân điều tra đó đã làm cho hồ sơ vụ án không thể chấp nhận được. Theo luật sư Đặng Đình Mạnh, điều quan trọng mà xem xét lại một vụ án là tìm xem có vi phạm tố tụng hay không, chứ không phải là vi phạm nặng hay vi phạm nhẹ. Vì vậy, cũng theo ông, Hội đồng Thẩm phán của Tòa án Nhân dân tối cao trong trường hợp này đã đặt vấn đề không đúng và đưa ra một quyết định khiến ông và rất nhiều người dân vô cùng thất vọng. Vụ Hồ Duy Hải thì ngay cả những người không hiểu biết về pháp luật cũng để ý, quan tâm rất nhiều. Thực ra, đây là dịp mà các việc làm qua các phán quyết của mình Tòa án Nhân dân tối cao có thể giúp tạo dựng lại niềm tin của người dân mà trong suốt thời gian qua những vụ án oan sai đã bị sứt mẻ nhiều. Nhưng rất tiếc, cơ hội phục vụ niềm tin và phục hồi niềm tin này đã bị bỏ lỡ. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà quan sát thời sự và vận động cho xã hội dân sự tại Việt Nam, nhận định với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ rằng vụ án Hồ Duy Hải là một vụ bê bối tư pháp khổng lồ và gây bàng hoàng trong công luận trong những ngày qua. Qua đó, nó cho những người dân bình thường thấy rõ những sai phạm căn bản, nghiêm trọng và sự yếu kém của những người chấp pháp và sự thối nát của hệ thống tư pháp tại Việt Nam. Vì lợi ích của chính Đảng Cộng sản Việt Nam, vì lợi ích của chính chế độ này, chế độ mà tôi căm ghét, thì họ đã hành động ngay lập tức. Tiến sĩ Nguyễn Quang A đã nhấn mạnh như vậy. Chúng ta cứ nói nhiều đến tam quyền phân lập, nhưng ở Việt Nam nó không có tam quyền phân lập. Ở Việt Nam chỉ có Đảng Cộng sản cai trị, điều khiển hết mọi thứ. Cho nên phải nói toạc móng heo ra là Đảng Cộng sản Việt Nam và người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam là ông Nguyễn Phú Trọng và những người đứng đầu khác là ông Phúc, bà Ngân. Những người đó nếu muốn bảo vệ lợi ích của chính họ phải hành động ngay lập tức và tất nhiên là trong khuôn khổ, thủ tục. Và có thể không hay ho gì cho lắm, nhưng với hiện thời của Việt Nam thì họ phải làm như vậy. Hành động mà tiến sĩ Nguyễn Quang A khuyến nghị với giới hữu trách Việt Nam nên làm là phải lập tức can thiệp vào quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao, trong đó có việc bãi nhiệm 17 thẩm phán đã có biểu quyết cho quyết định vừa qua. Đây là hình ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chánh án Nguyễn Hòa Bình tại buổi khai mạc Hội nghị Trung ương 12 khóa 12
sáng ngày 11 tháng 5 năm 2020. Ông Trọng phải bảo bà Ngân nếu ông ấy thông minh và bà Ngân phải hăm hở làm một việc là hướng dẫn Ủy ban Thường vụ Quốc hội có một kháng nghị ngay lập tức để buộc họ phải xem xét lại quyết định của vụ xét xử. Tiến sĩ Nguyễn Quang Nga đã nói như vậy. Và nhà hoạt động này cũng đang kêu gọi người dân ký vào bản tuyên bố của Hồ Duy Hải, kêu gọi giới hữu trách làm sáng tỏ theo kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Ủy ban Pháp luật Quốc hội để luật pháp nhà nước được thực thi công chính, không gây oan sai cho người vô tội, trừng trị thích đáng kẻ có tội dù ở bất cứ cương vị nào và không để cho những oan sai vẫn tiếp diễn sau này. Đánh giá thêm về các tác động của vụ án, nhà báo Trương Châu Hữu Danh nói ông thấy tiếc vì niềm tin của người dân mới được khôi phục một chút sau đại dịch viêm phổi Vũ Hán, nay lại mất đi qua cái vụ hành xử này. Mặc dù kinh tế bị thiệt hại nặng nề nhưng niềm tin của người dân được nâng lên thấy rõ và người ta đang rất tin vào sự điều hành của chính phủ. Tuy nhiên, phán quyết của tòa án sau ngày thứ 3, sau 3 ngày xét xử giám đốc thẩm thì nó tạo ra xã hội một tâm lý rất tiêu cực và u ám. Khắp nơi phẫn uất và phẫn nộ với bản án này bởi vì hầu hết người dân cho rằng cần thiết phải hủy bản án và điều tra lại. Nhà báo Hữu Danh đã nói như vậy. Trong khi đó, luật sư Đặng Đình Mạnh nhận định thêm, có thể tòa án đã đạt được bản án như ý họ mong muốn, nhưng tôi cho rằng sự mất mát của người dân trong suy nghĩ của công chúng thì lớn lắm, không thể đong đếm được, đó là sự mất lòng tin vào luật pháp. Vào hôm 10 tháng 5, bà Nguyễn Thị Loan, mẹ của tử tù Hồ Duy Hải, đã gửi đơn kêu cứu tới bà Lê Thị Nga, chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội để xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán. Tòa án Nhân dân Tối cao hiện nay là nơi nhiều con mắt đang đổ dồn vào và hiện vẫn chưa có phản hồi gì từ phía cơ quan của tòa án này. Theo phân tích của blogger Nguyễn Ngọc Già trên trang EFA, phiên giám đốc thẩm tuy thừa nhận có đến hàng chục lỗi, tức là có tài liệu thống kê chính xác, phạm tất cả đến 40 lỗi về tố tụng, mà Tòa án Nhân dân Tối cao vẫn khẳng định là không thay đổi bản chất vụ án thì thật là bó tay chấm com. Bộ luật tố tụng hình sự, điều 4 giải thích từ ngữ tại khoản 1, có tất cả 14 khái niệm được giải thích, không có khái niệm nào được định danh là bản chất vụ án. Đây là hình ảnh bản kết luận giám định số 158 KE-PC21 vào ngày 11 tháng 4 năm 2008 của Phòng Khoa học Hình sự Công an tỉnh Long An ghi. Các dấu vết vân tay thu được tại hiện trường vụ án ngày 14 tháng 1 năm 2008 tại bưu cục Cầu Voi không phát hiện trùng với điểm chỉ 10 ngón tay in trên bàn của Hồ Duy Hải. Kết quả giám định vết máu trên hiện trường cũng không phải là của Hồ Duy Hải. Cũng theo blogger Nguyễn Ngọc Già, điều 15 trong bộ luật đã dẫn bác bỏ khái niệm bản chất vụ án. Đúng thế, khi vụ án hình sự diễn ra, người có thẩm quyền phải xác định sự thật của vụ án, chứ không phải lo xoay sở định nghĩa bản chất vụ án. Dù có đổi hay không đổi cũng hoàn toàn sai, vì trong bộ luật hình sự ấy không quy định. Như vậy, 17 người trong cái gọi là hội đồng toàn thể thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao đã vi phạm vào mục 0 ở đoạn khoản 1, điều 4 và điều 15 của bộ luật hình sự. Nói cách khác, kết luận sai sót tố tụng không làm thay đổi bản chất vụ án là vô nghĩa, phi pháp và hoàn toàn không chuyên nghiệp của 17 người mang danh thạc sĩ tiến sĩ luật. Mọi góc khuất đều đáng phải đưa ra hướng vào nghi can nghiện ma túy, kẻ hàn học, thất tình và là nghi can rõ nhất có tên là Nguyễn Văn Nghị, được cho rằng là cháu của bà cựu phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa. Nhưng Nghị đã được cảnh sát điều tra cho cao chạy xa bay. Mọi bằng chứng đều đổ tội cho Hồ Duy Hải. Căn cứ duy nhất buộc Hải là lời cung nhận tội của Hải. Lời cung nhận tội bởi nhục hình, ép cung ấy dẫn đến nỗi ô nhục của các quan tòa. Nay phiên giám đốc thẩm của Tòa án Nhân Tối cao với chánh án Nguyễn Hòa Bình cùng 17 cánh tay biểu quyết đã chuốc nỗi ô nhục khi 17 cái robot y án tử hình Hồ Duy Hải. Chỉ ở một nhà nước tận cùng với thối nát mới diễn ra một phiên tòa điếm nhục như vậy. Phó trưởng ban dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng phát biểu như sau. Rất nhiều cử tri gọi cho tôi phản ánh và nghi ngờ tính vô tư, công tâm của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao. Với hồ sơ vật chứng ngụy tạo, dấu vân tay không phải của Hải, thất giao mua ngoài chợ đem về, nghi can Nguyễn Văn Nghị là ai, tại sao mất dấu, vi phạm tố tụng như vậy mà kết tội là khiên cưỡng. Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng cho rằng đã có sự không vô tư và định kiến tư pháp khi ông Nguyễn Hòa Bình từng làm Viện trưởng Viện Kiểm sát Tối cao đã không kháng nghị bản án đối với Hồ Duy Hải, mà nay ông Bình làm chánh án Tòa án Nhân Tối cao lại ngồi ghế chủ tọa phiên giám đốc thẩm. Nghĩa là Viện trưởng Nguyễn Hòa Bình không đời nào lại tự vả vào miệng của chánh án Nguyễn Hòa Bình. Và bản thân điều này cũng là một
vi phạm nghiêm trọng của luật tố tụng. Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng cũng nghi ngờ cả cái kết quả biểu quyết 100% của 17 vị hội đồng thẩm phán là do bị áp lực. Không thể thu gọn về đây các làn sóng phẫn nộ từ mọi loại lề trên các trang mạng xã hội đối với vụ giám đốc thẩm và có lẽ là vô tiền khoáng hậu này. Trong mắt nhiều người, diện mạo công lý của Việt Nam tuy nhơ nhuốc nhưng ít nhất lần này hy vọng được tẩy rửa một phần. Không thể thản nhiên giết một tử tù mà quá trình điều tra, truy tố, xét xử từng bộc lộ vô số dấu hiệu cho thấy hết sức phi pháp và vô nhân. Đó cũng là lý do phán quyết vừa qua của Hội đồng Thẩm phán của Tòa án Nhân dân tối cao gây phẫn nộ rất lớn trong công luận trong và ngoài nước. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Tư ngày 13 tháng 5 năm 2020 với bản tin Vụ Hồ Duy Hải, nếu muốn bảo vệ chế độ, Đảng Cộng sản phải hành động ngay lập tức. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.